Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Quân, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nằm cặp view sông, rất là đẹp luôn anh chị. Có tổng diện tích là 480 mét vuông. Trên thổ đất căn nhà vườn có 150 mét là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường huyện lộ 35B. Mình rẽ phải là liên thông ra đường huyện lộ 35. Con đường này rộng khoảng 3 mét. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra quốc lộ 1A khoảng 1,5 km. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban cách khoảng 1,5 km. Trước phần đất thì mình có một con sông rất là đẹp luôn anh chị. Sông này thì ở dưới đây gọi là sông Nguyễn Tấn Thành. Sông này thì rộng khoảng 50 mét và cũng liên thông ra sông Cửu Long luôn anh chị. Về đây thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông. Chiều chiều thì anh chị ra đây mình câu cá nè, mình có cano á, mình chạy sông này là tuyệt vời luôn nha. Ở đây thửa đất, căn nhà đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 12 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 64 km là anh chị tới. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông và gào B40 hết đất luôn chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền đường huyện lộ 35B là 12 mét và có chiều sâu là 40. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Đây thì chủ đã xây trụ bê tông rồi. Mình kéo thẳng qua bên đây là 12 mét nha anh chị. Chiều sâu là 40. Tổng diện tích là 480 mét vuông. Nhà và đất thì có 150 mét là đất thổ cư. Về thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Phía trước thì gia chủ cũng xây cổng rào rất là kiên cố luôn anh chị. Cổng rào thì cũng ốp gạch đá luôn. Cửa thì bằng sắt. Phía trước thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế rất là rộng luôn anh chị. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe ô tô nè và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Còn không gian bên đây thì gia chủ đang trồng một số kiển như là bông mai vàng nè, bông phát tài, lan, lưỡi hổ anh chị rất là nhiều. Những đầu trang trí nội thất bên trong thì chủ sẽ đem đi nha anh chị. Gia chủ thì chỉ bán đất và bán nhà thôi. Dưới nền thì gia chủ cũng lót gạch nền hết luôn anh chị.
À, bên hông thì cũng làm tiền chế rất là rộng. Nhà của mình thì gia chủ đều trang trí hết luôn nha anh chị. Nền thì lót gạch bóng kiến. Trên tường thì lót cho tới mí tôn. Cửa thì cửa cây. Và mỗi cây cột thì cũng ốp gạch rất là sạch sẽ. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem ha, và gặp ngay chính chủ luôn anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ vị trí đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Ở đây thì điện nước wifi thì chủ cũng đã vô sẵn luôn anh chị. Ở nhà thì em thấy cũng rất là rộng và to. Ở về đây thì anh chị cô chú mình mua về để anh chị mình ở và nghỉ dưỡng là thích hợp cho anh chị. Bên ngoài thì gia chủ cũng ốp gạch cho tới mí tôn hết luôn anh chị. Về thì anh chị mình có tiền thì anh chị mình đóng la phong thêm. Ở phía trước thì mình có một cái cảnh view sông rất là đẹp nha anh chị. Con sông ở phía trước gọi là sông Nguyễn Tấn Thành. Con đường ở phía trước thì cũng gọi là đường Quyện Lộ 35B nha anh chị. Ở khu vực này là không gian phòng thờ. Bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,5 m. Còn phía trên sơn và đi bê nha anh chị. Bên hông thì có thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở bên đây thì mình thẳng xuống ra phía sau luôn nha anh chị. Ở đây thì mình còn khoảng 1 m. Ở cửa chính của mình là cửa bằng cây nha anh chị. Khu vực này thì về anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách chỗ này ha. Ở nhà của mình thì có 3 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1,5 m anh chị. Còn bên đây là căn phòng thứ hai. Kế bên nữa là căn phòng thứ ba nha anh chị. Ở nhà của mình thì có 3 phòng ngủ. Còn khu vực này là nhà tắm, nhà vệ sinh và không gian bếp anh chị. Hiện gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nha anh chị, nên cần bán anh chị với giá là 1 tỷ 300 triệu nha anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chính chủ để anh chị mình trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị mua ha. Còn khu vực phía sau nè anh chị, gia chủ thì cũng đang chăn nuôi một số gà nha anh chị. Ở cảnh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú mình ở xa mới mua về thì rất là yên tâm nha. Tổng diện tích thửa đất căn nhà của mình là 480 m² và có 150 m là đất thổ cư nha anh chị.
Ngang mặt tiền là 12 mét và có chiều sâu là 40 nha anh chị. Đất và nhà của mình á, thì nằm thuộc địa chỉ là ấp Quân, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành nha anh chị, tỉnh Tiền Giang. Đó, mình cách quốc lộ 1A khoảng 1 km đổ lại thôi. Và anh chị rẽ phải, mình di chuyển ra đường Quyền Lầu 35 ngay chỗ cầu Đông Hưng khoảng 1,5 km đổ lại. Phía trước là đường đá khoảng 3 đến 4 mét nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Xung quanh thì đều có trụ gào hết luôn. Ranh giới thì rõ ràng rồi. Anh chị mình có mua thì rất là yên tâm anh chị. Giá bán là 1 tỷ 300 triệu nha anh chị. Ở nhà và đất thì quay về hướng đông cặp khuyêu sông Nguyễn Tấn Thành. Anh chị và cô chú mình thấy video này hữu ích đó, cho em một lượt like và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là đất vườn, nhà vườn để anh chị cô chú mình mua để ở và anh chị mua đầu tư. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.